Sau chiến thắng lịch sử trước Olympic Syria để lần đầu góp mặt tại bán kết một kỳ ASEAN, đội tuyển Olympic Việt Nam đã nhận được cơn mưa tiền thưởng. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định thưởng nóng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo 600 triệu đồng, Ủy ban Olympic Việt Nam thưởng 500 triệu đồng, VOV thưởng 500 triệu đồng và tập đoàn điện tử Asanzo thưởng 25.000 đô la Mỹ. Như vậy, tính cả số tiền 2,2 tỷ đồng mà Olympic Việt Nam đã được thưởng sau trận thắng Olympic Bahrain, đến lúc này, tổng số tiền Olympic Việt Nam nhận được đã rơi vào khoảng 4 tỷ 400 triệu đồng. Thời gian tới, số tiền thưởng có thể sẽ còn tăng thêm nữa với sự xuất hiện của các mạnh thường quân. Những khoản thưởng như vậy thực sự là nguồn động viên rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 8.